cái sản phẩm thứ hai hay là cái kết quả thứ hai của công ty công việc chính là cái bản tiêu chuẩn thực hiện công việc, có thể gọi ngắn gọn là bản tiêu chuẩn công việc. Thế thì các anh chị đã thấy ở cái bản thứ nhất thì có mô tả một cái tóm tắt đầy đủ cái nhiệm vụ, thì sang cái bản thứ hai này người ta sẽ đưa ra song song với các cái nhiệm vụ trong cái bản mô tả là một hệ thống các cái chỉ tiêu dựa trên các cái nhiệm vụ đã được mô tả ở cái bản trước, tức là cái bản mô tả công việc. Và cái hệ thống chỉ tiêu này thì luôn luôn phản ánh hai mặt của lao động, đó là chỉ tiêu về chất lượng hoặc là chỉ tiêu về số lượng và chỉ tiêu về số lượng. Ví dụ chẳng hạn như đối với một cái người công nhân lắp ráp xe gắn máy ở trong một cái nhà máy sản xuất xe máy chẳng hạn, thế thì chúng ta thấy ở cái bản mô tả công việc có thể đề cập đến một cái nhiệm vụ chẳng hạn như là lắp ráp xe gắn máy. Thì sang cái bản thứ hai này, đó là bản tiêu chuẩn công việc, thì sẽ đưa ra các cái chỉ tiêu gắn với cái nhiệm vụ là lắp ráp xe máy, chẳng hạn như chỉ tiêu về số lượng 10 xe trong một ca làm việc, và kèm theo nó là chỉ tiêu về chất lượng, chẳng hạn như là 10 cái xe được lắp ráp phải đạt cái tiêu chuẩn của phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm, hay chúng ta hay gọi là phòng KCS. Thế thì trong cái sản phẩm thứ hai hay là cái bản tiêu chuẩn thực hiện công việc còn có một cái nội dung nữa, đó là xuất phát từ cái công việc mà đưa ra các cái yêu cầu đối với bản thân cái người thực hiện. Thì ở đây có thể đưa ra các cái yêu cầu liên quan đến kiến thức, yêu cầu liên quan đến các cái kỹ năng, đưa ra các cái đòi hỏi về kinh nghiệm làm việc, đưa ra các cái đòi hỏi về tinh thần và thể lực, hoặc là các cái đòi hỏi mang tính chất cụ thể khác gắn liền với cái đặc trưng của các cái công việc phải thực hiện. Thế thì đấy là hai cái sản phẩm của phân tích công việc, là bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn thực hiện công việc. Vậy thì trong một tổ chức khi nào thì họ sẽ tiến hành công việc, và khi tiến hành như vậy thì sẽ trải qua một cái quá trình hay là các cái bước cụ thể như thế nào. Thì ở đây các anh chị lưu ý, đối với một tổ chức, một doanh nghiệp, thông thường người ta sẽ tiến hành cái hoạt động phân tích công việc, tiến hành hoạt động phân tích công việc theo các cái tình huống sau đây. Cái tình huống thứ nhất là khi mà cái tổ chức, cái doanh nghiệp đó mới thành lập, thì cái người quản lý cũng chưa biết được những cái người lao động thực hiện những nhiệm vụ cụ thể gì và người ta phải tiến hành hoạt động phân tích công việc. Khi mà tổ chức có xuất hiện các cái công việc mới thì người ta sẽ tiến hành cũng tiến hành hoạt động phân tích công việc. Khi mà tổ chức có cái sự thay đổi về bộ máy, thay đổi về cái cơ cấu, thay đổi về cái cấu trúc của tổ chức, thì sẽ diễn ra cái sự sáp nhập các cái phòng ban, các cái bộ phận, và cũng dẫn đến cái việc phân chia lại các cái công việc trong tổ chức, thì họ cũng phải tiến hành hoạt động phân tích công việc. Và cái trường hợp cuối cùng đó là cái người quản lý nhân lực trong tổ chức tiến hành rà soát lại theo chu kỳ để có thể loại bỏ, để có thể bổ sung hay là điều chỉnh các cái nhiệm vụ đối với từng cái vị trí công việc của người lao động. Vậy thì khi tiến hành như vậy thì cái hoạt động phân tích công việc có thể được diễn ra theo một cái trình tự bốn cái bước như sau. Cái bước thứ nhất đó là xác định mục đích công việc. Trong cái bước này, khi đã xác định để trả lời cho cái câu hỏi là phân tích công việc để làm gì, thì cái người cán bộ quản lý có thể là thực hiện cái việc thu thập các cái thông tin đã sẵn có về các cái công việc mà chúng ta đã biết, hay nói khác đi là gì, biết được các cái thông tin sẵn có. Và ở đây thì chúng ta sẽ lên một cái danh mục các cái công việc cần phân tích để có thể loại bớt những cái công việc mà trong tổ chức có thể là giống hệt nhau, thì cái người quản lý sẽ đi phân tích một hoặc là một vài cái công việc sau đó sẽ áp dụng cho các cái công việc giống nhau. Thế thì đấy là cái bước thứ nhất.
Cái bước thứ hai đó là cái người cán bộ quản lý sẽ đi lựa chọn cái phương pháp thu thập thông tin trong phân tích công việc cho nó phù hợp, và khi đã lựa chọn được rồi thì người ta sẽ cụ thể hóa, hay nói khác như là gì, sẽ thiết kế thành các cái phương pháp thu thập thông tin. Lấy ví dụ là phương pháp mà khi cái người cán bộ quản lý lựa chọn cái phương pháp bằng câu hỏi để đi thu thập thông tin trong cái công việc, thì người ta sẽ cụ thể hóa hay là thiết kế cái bảng câu hỏi gồm bao nhiêu các cái câu hỏi, và mỗi câu hỏi sẽ có các cái tình huống hay là các cái phương án trả lời như thế nào. Sau đó người ta sẽ đi áp dụng thử, rút kinh nghiệm và có sự chỉnh sửa trước khi mà áp dụng vào thực tế. Thế thì đấy là cái bước thứ hai, tức là lựa chọn và thiết kế cái phương pháp thu thập thông tin trong phân tích công việc. Khi đã có sẵn được cái thiết kế của thu thập và thông tin thu thập phân tích công việc rồi, thì người ta sẽ sang cái bước thứ ba, đó là sẽ tiến hành thu thập thông tin. Thì cái bước này người cán bộ quản lý song song với việc thu thập thông tin, đồng thời phải kiểm tra, xác minh, đồng thời sắp xếp các cái thông tin mà đã thu thập được. Bởi vì anh chị cũng biết, nếu cái thông tin thu thập mà không chính xác hoặc là có cái sự sai lệch thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái bước thứ tư, đó là xây dựng các cái văn bản kết quả của cái quá trình phân tích công việc. Ở đây thì chúng ta cũng thấy được cái bước thứ tư, chính là cho ra được cái kết quả của phân tích công việc, và cụ thể hai cái sản phẩm, hai cái kết quả đó chính là cái bản mô tả công việc và cái bản tiêu chuẩn thực hiện công việc. Nội dung cuối cùng chúng ta đề cập, vậy thì cái hai cái kết quả như vừa rồi chúng ta vừa mới phân tích thì sẽ được sử dụng như thế nào, hay là ứng dụng của nó vào các hoạt động quản lý nhân lực tiếp theo trong tổ chức. Thì ở đây chúng ta thấy cái kết quả của phân tích công việc có thể coi là một trong những cái công cụ quản trị nhân sự rất là quan trọng của tổ chức. Bởi vì hai cái kết quả như vừa rồi thì có thể được sử dụng trong rất là nhiều cái hoạt động quản trị nhân lực tiếp theo, chẳng hạn như trong cái việc hoạch định nguồn nhân lực, tuyển mộ tuyển chọn nhân lực, đánh giá công việc, đánh giá nhân viên, và đào tạo phát triển nhân lực, lương bổng đãi ngộ, an toàn kỷ luật lao động, quan hệ lao động, vân vân. Lấy ví dụ để các anh chị dễ hình dung, chẳng hạn trong cái hoạt động tuyển mộ thì ở đây dưới cái góc độ là một cái người cán bộ đi tuyển nhân viên, thì bản thân họ phải biết được ở cái vị trí công việc đó có các cái yêu cầu cụ thể như thế nào, và đồng thời cái đối tượng là các cái ứng viên được tuyển, người ta cũng phải được biết những cái nhiệm vụ mà người ta sẽ thực hiện trong tương lai để có thể người ta dự tuyển. Và đây các anh chị sẽ thấy ngay, người ta có thể sử dụng cái bản mô tả công việc để mà có thể cung cấp thông tin đến cho cả hai nhóm đối tượng này, đó là cả cái người quản lý, người ta sẽ xem là ở vị trí công việc đó thì phải đòi hỏi các cái yêu cầu cụ thể như thế nào. Và về phía người lao động thì các anh chị cũng, về phía ứng viên thì các anh chị cũng thấy người ta sẽ đọc các cái mô tả về các cái nhiệm vụ để người ta tự tìm hiểu là người ta có thể đáp ứng được các cái nhiệm vụ được giao nếu mà người ta dự tuyển trong tương lai hay không, vân vân. Thế thì các anh chị cũng có thể thấy là cái kết quả từ hoạt động với công việc có thể được ứng dụng sử dụng trong rất là nhiều cái hoạt động quản trị nhân sự khác của cái tổ chức, của một cái doanh nghiệp, hay người ta vẫn hay sử dụng cái câu là phân tích công việc là công cụ quan trọng của quản trị nhân lực.